Bạn muốn tự tin và lịch lãm, bạn muốn năng động và cá tính và thay đổi phong cách mỗi ngày. Hãy sở hữu trọn bộ hai đôi giày Tây Nam Easy chỉ với 699.000 đồng và 4 áo thun quà tặng, một thắt lưng thời trang, tích lũy thêm 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có trong chương trình Chớp Thời Cơ, quà như mơ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chớp Thời Cơ, quà như mơ trên kênh mua sắm VTV Hình Nam Shopping. Đây là một trong những chương trình mua sắm được mong đợi nhiều nhất trên kênh mua sắm này. Rất nhiều khách hàng chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng để có thể là đặt hàng thành công vào lúc 9 giờ sáng và 9 giờ tối hàng ngày trên kênh mua sắm VTV Hình Nam Shopping. Và trong thời gian này, chúng ta sẽ áp dụng cho 300 đơn đặt hàng thôi quý vị nha. 300 đơn đặt hàng, tức là mình chỉ có 300 cơ hội này mình được nhận ngay gì ạ? Chớp Thời Cơ sẽ có quà như mơ, nhưng mà trước đó thì sản phẩm chính của chúng ta là một bộ đôi bao gồm là hai đôi giày Tây Nam với da thật, xin được khẳng định với quý vị là 100% luôn, đến từ thương hiệu Easy nè. Quý vị có giày màu đen kiểu dáng rất là sang trọng luôn, có giày màu nâu với kiểu dáng nổi bật nữa, để mình có thể phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau. Minh Trí ơi, mua sắm với mức giá như thế nào đây để mà chúng ta không bỏ qua cơ hội nào? Mức giá không thể bỏ qua cơ hội này, chỉ là 699.000 đồng. Nhưng mà quý vị, các bạn có hai đôi giày, đó là đúng dạng rồi, giày lười, một đôi màu nâu và một đôi màu đen với kích thước từ 38 đến 43. Như vậy là chiều dài lòng bàn chân của nam giới ở nhiều độ tuổi khác nhau đều có thể là vừa bạn. Và kiểu dáng giày lười chúng ta có thể là không mất nhiều thời gian, mình chỉ cần là xỏ bàn chân vào bên trong mà thôi. Và chất liệu da thật, không có hầm bí và cũng như là không có mùi hôi nữa quý vị và các bạn nha. Mang rất là bền và kiểu dáng thì cực kỳ thời trang. Chưa dừng lại, đây là chương trình Chớp Thời Cơ để có quà như mơ, cho nên những món quà vô cùng hấp dẫn. Và đúng là quà như mơ đó quý vị, bởi vì sao? Quà tặng của chúng ta rất là nhiều luôn nha. Đã có giày tây rồi thì phải cần có thêm áo thun thời trang. Tặng cho quý vị không phải một áo, hai áo mà là 4 áo thun thời trang luôn. Mà có áo thun rồi thì phải có thêm là thắt lưng nữa. Tặng cho quý vị thêm một chiếc thắt lưng nữa quý vị nha. Phải nói là cơ hội quá là hấp dẫn và chỉ dành cho 300 đơn đặt hàng đầu tiên mà thôi. Nếu quý vị ngay bây giờ mình đừng chần chừ nữa nha. Điện thoại đặt hàng cùng với VTV Hyundai Home Shopping để chúng ta nắm bắt ngay cơ hội có quà như mơ này và mang trọn bộ sản phẩm là hai đôi giày Tây Nam của thương hiệu Easy với da thật 100% về tận nhà của mình nha. Một kiểu dáng lịch lãm sang trọng dành cho nam giới với chất liệu da thật 100%. Và chúng tôi cam kết bồi hoàn tiền 10 triệu đồng nếu như sản phẩm không phải là da thật, đến từ thương hiệu Easy. Ngày hôm nay trên kênh mua sắm VTV Nam Shopping chỉ áp dụng cho 300 đơn đặt hàng duy nhất trong 30 phút phát sóng với mức giá 699.000 đồng. Quý vị và các bạn có chiều dài lòng bàn chân tùy theo kích thước khác nhau từ size 38 đến 43 đều có thể được tư vấn tại số tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Và còn có thêm quà tặng rất nhiều quý vị nha. Thưa quý vị, quà tặng của chúng ta chỉ có trong chương trình Chớp Thời Cơ và Như Mơ này bao gồm là 4 áo thun nè, một thắt lưng nam và những quà sản phẩm quà tặng của chúng ta xem như là những phụ kiện để mình có thể là kết hợp trực tiếp luôn cùng với là sản phẩm chính là hai đôi giày Tây Nam của thương hiệu Easy, kiểu dáng giày lười nổi bật sang trọng và thời trang, vừa dễ mang mà là còn phù hợp cho mọi hoàn cảnh mình xuất hiện nữa. Từ việc chúng ta đi học nè, có những cái buổi tiệc hội nghị quan trọng hay chúng ta đi làm hàng ngày, đi chơi với là bạn bè của mình đều có thể phối hợp ngay với hai màu sắc rất là cơ bản nhưng mà luôn luôn cần phải có nha quý vị, là màu đen và cả màu nâu ở đây nữa. Chất liệu da thật 100% rất là mềm mại và thoáng khí khi mà chúng ta đặt chân vào bên trong luôn, để mình có thể là thoải mái sử dụng mỗi ngày quý vị nha. Lưu ý là chỉ có cơ hội cho 300 đơn đặt hàng đầu tiên này mà thôi, kèm theo là những quà tặng hấp dẫn mà cũng chỉ có trong chương trình này, nên thời gian đang dần dần trôi qua rồi, quý vị đừng chần chừ nữa nha. Thương hiệu Easy cam kết da thật 100%, bồi thường 10 triệu đồng nếu phát hiện giả da. Thưa quý vị, và bên cạnh đó thì đây là sản phẩm giày Tây Nam da thật của thương hiệu Easy với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch và không cột dây cho nên rất là dễ mang đó quý vị. Họa tiết vân da thì lại sang trọng nữa nè, có đế cao su mây chìm, kết nối da thì chắc chắn luôn. Đế có đường rãnh hạn chế trơn trượt ở trên mọi địa hình khác nhau, thoáng khí, không hầm bí và ngắn mùi rất hiệu quả. Chúng ta thoải mái lựa chọn kích thước từ 38 cho đến 43. Hãy sở hữu trọn bộ hai đôi giày Tây Nam Easy chỉ với 699.000 đồng và 4 áo thun quà tặng, một thắt lưng thời trang, tích lũy thêm 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có trong chương trình Chớp Thời Cơ, quà như mơ. Thưa quý vị, Chớp Thời Cơ, quà như mơ ngày hôm nay chỉ có là 300 cơ hội cho 300 đơn đặt hàng đầu tiên mà thôi. Và Minh Trí có biết không, ngay từ khi mà bắt đầu là trình bày sản phẩm này ở ngay phim trường của VTV Hyundai Home Shopping á, thì những anh quay phim của chúng tôi là đã đặt hết là 4 bộ sản phẩm này rồi. Tức là cơ hội mua sắm của mình nó cũng đang dần dần trôi qua quý vị rồi đó. Quý vị cứ nhẩm tính đi ạ. Khi mà chúng ta mua một đôi giày Tây Nam cho ông xã của mình, cho các con trai của mình, cho ba của mình, cho bạn đồng nghiệp của mình, thì một đôi giày Tây Nam mà là da thật nha quý vị, khẳng định là da thật 100%,
100% luôn á, thì mức giá đã là bao nhiêu tiền rồi. Chưa kể là mình phải biết được về nguồn gốc nè, về xuất xứ nè, rồi về kiểu dáng, về chất lượng có tốt hay không. Nhưng mà ngày hôm nay đồng hành cùng với Ichi và đặc biệt là với VTV Hyundai Home Shopping, quý vị sẽ nắm bắt ngay một cơ hội có sản phẩm chất lượng an toàn, có quà tặng hấp dẫn mà mức giá trong mơ luôn. Mức giá chỉ là 699.000 đồng, mình nhẩm chi ra mình mua ở bên ngoài thị trường một đôi giày đã tốn vài trăm ngàn đồng. Và đặc biệt là cái chất liệu da thật ở Tú Trinh thì mình chỉ xin được chia sẻ là có khi cả triệu đồng hơn. Đúng rồi, Trinh mình cũng mới biết có như một cái đôi giày tây và chất liệu là da thật dành cho nam giới. Và hầu hết nam giới thì đều rất là thích mang giày tây nam với chất liệu là da thật. Bởi vì cái độ bền của nó là lâu hơn, mình mang ở trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Và còn những người mà lười như Minh Trí mang á, thì chúng ta sẽ không thích giày cột dây lắm. Mình sẽ chọn lựa với cái kiểu dáng giày lười, nhưng mà cái kiểu dáng của nó cũng rất là thanh lịch, để đôi khi mà mình mang đi cơ quan làm việc văn phòng á, mình mặc cái quần tây thì cũng được. Hay là mình đi chơi vào cuối tuần thì mình mặc với quần jean hay quần sọt cũng được cả. Và đặc biệt là màu sắc, có người thích màu nâu, có người thích màu đen và có người thích cả hai màu luôn. Cho nên hôm nay trong chương trình này thì chúng tôi mang đến trọn một combo là hai đôi giày, một màu nâu và một màu đen, và hai kiểu dáng nó cũng khác nhau nữa. Cho nên là các bạn có thể là tự tin, mình không có quá nhiều thời gian đi ra bên ngoài cân nhắc chọn lựa, và mình cũng không có biết phân biệt làm sao đó có phải là chất liệu da thật hay không. Thì thương hiệu Ichi trong chương trình này cam kết bồi hoàn tiền 10 triệu đồng. Mình nhận hàng ngay tại nhà, mình biết nó là không phải da thật thì quý bạn có thể điện thoại cho chúng tôi bồi hoàn tiền, bồi thường quý vị 10 triệu đồng luôn. Wow, như vậy là quý vị đã thật sự an tâm chưa ạ? Và chúng tôi xin được khẳng định với quý vị một lần nữa là 100% da thật quý vị nha. Và da thật thì chúng ta có thể cảm nhận được bằng nhiều cách khác nhau, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào sản phẩm của mình đó quý vị, cái đường vân da nè, rồi cả cái chất liệu nó rất là mềm khi chúng ta chạm vào, và khi mà mình mang một khoảng thời gian dài nó sẽ không có bị bí chân của mình à, nó thoáng khí và nó không có gây mùi quý vị nha. Đi ở đây nha quý vị, đây quý vị nhìn xem nha. Đầu tiên nha, mình sẽ thấy là logo của thương hiệu Ichi sẽ được là may rõ luôn, dập rõ ở ngay trong cái phần lót giày của chúng ta như thế này. Một thương hiệu đó rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đã rất rất là quen thuộc luôn nha. Còn bây giờ thì khi mà Trinh cầm trên tay của mình đó Minh Trí ơi, đây là một đôi giày với màu nâu. Màu nâu nha, mà còn có thêm kiểu dáng như thế này nữa thì nó rất là phù hợp khi mà chúng ta mặc đi công làm công sở nè quý vị, đi dự hội nghị nha, những cái buổi tiệc trang trọng nè, nó tạo được cái sự sang trọng, lịch lãm và cái sự chỉnh chu cho người đàn ông khi mà chúng ta xuất hiện, nhất là ông xã của mình mà cứ tưởng tượng các chị em ơi mà mang đôi giày này nha, thêm một chiếc quần tây rồi thêm một chiếc áo sơ mi màu trắng nữa thì rất là đẹp luôn đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cái phần đế đó quý vị, phần đế rất là chắc chắn các chị em ạ. Bên cạnh đó thì mình sẽ còn nhìn thêm ở đây nè, đó nó có những cái rãnh là được thiết kế như thế này đây, nó hạn chế trơn trượt ở nhiều địa hình khác nhau luôn, cho nên á chúng ta đi ở trời mưa cũng không có cần phải lo lắng quý vị nha. Đồng thời á là với chất liệu da thật như thế này đó Minh Trí ạ, khi mà chúng ta bẻ như thế này nè là chúng ta gập vào nha, nếu mà không phải da thật á thì những cái đường rãnh nó sẽ hằn sâu và thậm chí nó bị nứt sau một vài lần sử dụng. Nhưng đây là da thật nha quý vị, thì khi mà chúng ta có gấp gọn lại, chúng ta có để trong tủ, thì khi mà quý vị lấy ra quý vị thấy không, da thật với cái độ sáng bóng như thế này đây, và nó mềm và nó không để lại những cái đường hàn ngấn và những cái đường rãnh và những cái vết nứt nha quý vị. Cho nên thật sự là chúng ta rất là an tâm khi mà mình có được ngay những đôi giày tây nam mà da thật như thế này, mà không phải là một đôi màu nâu đâu, mà tới hai đôi, thêm đôi màu đen cũng rất là trẻ trung luôn đó Trí. Và Minh Trí cũng đang mang một cái đôi màu đen trong chân của hôm mình Trí như thế này hơn để luôn mình có thể cảm nhận được cái sự êm ái và mình có thể là xỏ vào ở bên trong lòng bàn chân của mình thì rất là thoải mái. Ở đây trong không gian phim trường, Minh Trí chọn một cái đôi màu đen với cái chất liệu là da thật, ở bên ngoài có những cái vân nữa rất là sang trọng. Đúng và rồi, tinh nó nổi tế lên luôn. Và vô cùng lịch lãm và nam tính cho nam giới của các bạn nha. Đôi khi mình đi lên cầu thang hoặc là mình có thể là nhón chân như thế này, tuy nhiên là với cái chất liệu da thật thì nó có ôm sát cái lòng bàn chân của mình, ôm sát cái phần cổ chân của mình luôn. Như Minh Trí thì đang mang ở size là 40. Size 40 tùy theo kích thước khác nhau thì quý vị các bạn có thể được tư vấn. Và cái phần đế giày nó có những cái đường rãnh để có thể là giảm cái độ ma sát, để mình có thể tăng cái độ ma sát để mình có thể là đi không có bị trơn trượt quý vị và các bạn nha. Ở đây là một cái đôi màu đen như thế này. Thích và quá. Mình thích nhất là không có cục dây ở trên. Đúng rồi. Đi làm hay là đi chơi ông gì xã mình Trinh cũng vậy mất á. Thời gian ngồi xuống cục dây rồi mình phải thay dây và trong suốt đúng quá trình rồi, mình giặt rửa nữa. Nhưng mà với cái thương hiệu Ichi mà Minh Trí cũng đã được đồng hành với thương hiệu này lâu lắm rồi, và mỗi lần phát sóng là một cái kiểu dáng khác nhau và chúng tôi đã bán ra được rất là nhiều đôi giày rồi. Nhưng mà hôm nay trong chương trình này vừa là chương trình mua sắm rất là đặc biệt, vừa là hai cái mẫu thiết kế mới, cho nên là nam giới chúng ta hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Hoặc là nếu mà chị em phụ nữ theo dõi chương trình này thì Minh Trí nghĩ cũng là một cái hành động quan tâm rất là thiết thực thôi Tú Trinh ha. Rất là dễ thương luôn á Trí, khi mà các chị em phụ nữ của mình rất là bất ngờ đặt ngay bộ sản phẩm này và mang về dành tặng cho ông xã của mình. Anh ơi, hôm nay là thứ hai đầu tuần, mình mang là màu nâu nha, rồi bên cạnh đó là mình mang đó chính là thêm màu đen cho những ngày hôm sau nữa. Và quý vị lưu ý một điều nha, đây là chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ, và số lượng sản phẩm
phẩm đặc biệt rất có hạn và chỉ có 300 đơn đặt hàng, 300 cơ hội thì mới có ngay mức giá là 699.000 đồng cho combo là hai đôi giày Tây Nam da thật 100% của thương hiệu Yeezy mà thôi. Còn ở đây một bộ quà tặng quá là hấp dẫn. Wow, 4 chiếc áo thun thời trang luôn đó Trí. 4 áo thun cổ tròn với màu sắc giao hàng ngẫu nhiên dành cho nam giới, rất là thiết thực. Mình mặc ở nhà nè, mặc đi dạo phố nè, hay là mình mặc để tập thể thao, rất là tiện lợi. Tặng thêm một sợi thắt lưng cho quý vị và các bạn. Nhiều quà tặng lại có thêm cơ hội tích lũy thì không bao giờ có nhiều, nên chúng tôi chỉ áp dụng trong khung giờ là 9 giờ sáng hoặc là 9 giờ tối vào hàng ngày. Tuy nhiên là nếu mà 9 giờ tối ngày mai mà không thấy dòng sản phẩm này nữa, tức là đã bán hết rồi. Áp dụng cho 300 đơn đặt hàng trong 30 phút phát sóng. Nhưng mà đôi khi á, là với thương hiệu Yeezy thì một nửa thời lượng chương trình 15 phút thôi là chúng tôi đã hết 300 đơn đặt hàng rồi. Rất là hấp dẫn. Chất liệu da thật được bồi hoàn tiền 10 triệu đồng, cam kết bảo hành 12 tháng, tặng 4 áo thun, tặng thêm một thắt lưng. Cơ hội mua sắm rất nhiều nhưng mà chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này, trước khi chúng tôi nói lời chào tạm biệt quý vị nha. Hãy đặt hàng với những cách quen thuộc. Cách quen thuộc ngay bây giờ là có điện số điện thoại tổng đài phong quý vị, mình chỉ cần nhấc ngay máy điện thoại lên thôi. Và quý vị đặt bao nhiêu bộ thì chúng ta có thể là nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Và quý vị yên tâm, chúng tôi giao về tận nhà cho mình trọn bộ sản phẩm chính và thêm một bộ quà tặng như vậy nữa. Miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, một lần nữa chỉ có 300 cơ hội này mà thôi quý vị nha. Vào hai khung giờ phát sóng là 9 giờ sáng và 9 giờ tối mỗi ngày. Nên quý vị ơi hãy nhanh chóng lên nào. Tổng đài của chúng tôi đã sẵn sàng rồi đây. Có rất nhiều sao cho quý vị dễ dàng lựa chọn nữa. Hãy mua về làm quà tặng cho ông xã của mình nè, cho các cậu con trai của mình, cho ba của mình và cả những người đồng nghiệp nữa quý vị nha. Thương hiệu Yeezy cam kết da thật 100%, bồi thường 10 triệu đồng nếu phát hiện giả da cho sản phẩm giày Tây Nam da thật của thương hiệu Yeezy. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì với thương hiệu Yeezy là một thương hiệu rất là quen thuộc rồi. Và ngày hôm nay thì mình đang có ngay dòng sản phẩm là giày Tây Nam da thật 100% của thương hiệu Yeezy. Kiểu dáng sang trọng, thanh lịch và không cột dây, rất là dễ mang mỗi ngày luôn ạ. Họa tiết vân da sang trọng nè, đế cao su mây chìm kết nối da chắc chắn, đế có đường rãnh hạn chế trơn trượt trên nhiều địa hình khác nhau, vừa thoáng khí vừa không hầm bí mà lại còn ngăn mùi hiệu quả nữa. Thoải mái lựa chọn kích thước từ 38 đến 43. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có trong chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ. Hãy sở hữu trọn bộ hai đôi giày Tây Nam Yeezy chỉ với 699.000 đồng và 4 áo thun quà tặng, một thắt lưng thời trang, tích lũy thêm 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau với thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày. Thưa quý vị, và với một cơ hội mua sắm hấp dẫn như vậy, có nghĩa là cứ thời gian trôi qua mỗi 1 phút hay là 15 phút, 30 phút thì tức là đã có rất là nhiều đơn đặt hàng và có nhiều khách hàng nắm bắt ngay cơ hội này rồi. Bởi vì sao quý vị ơi, một đôi giày Tây Nam mà da thật quý vị mua sắm đã là bao nhiêu tiền rồi, mà ở đây chúng ta có đến là hai đôi giày Tây Nam mà có hai màu luôn nha, màu đen và cả màu da, và có hai kiểu dáng họa tiết luôn rất là sang trọng như thế này đây. Các anh cả của nhà mình thoải mái thay đổi mỗi ngày. Bên cạnh đó, chất liệu da thật quý vị biết rồi đó, là êm chân, nó thoáng, là nó đi không gây hầm bí, không gây mùi hôi khác chịu nữa, và còn giúp cho mình phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau, đi lại rất là êm ái và nhẹ nhàng, mang đến sự tự tin cho người sử dụng quý vị ạ. Và 699.000 đồng chúng tôi còn nhận tặng ngay, chúng tôi tặng ngay cho quý vị đó chính là một bộ với 4 chiếc áo thun nữa, thêm một thắt lưng thời trang. Lưu ý một điều, thời gian có hạn và số lượng sản phẩm có trong chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ này vào hai khung giờ là 9 giờ sáng và 9 giờ tối mỗi ngày cũng rất là có hạn luôn, nên chúng ta hãy nhanh chóng lên quý vị nha. Và còn có thêm nhiều quà tặng hấp dẫn nữa. Quà tặng hấp dẫn chúng tôi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này, 4 áo thun với một thắt lưng màu sắc giao hàng ngẫu nhiên. Quà tặng hấp dẫn tuy nhiên chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này, cho nên hãy nhanh chóng nắm bắt, gọi điện vào số tổng đài đăng ký quý vị trên màn hình để chúng tôi có thể giao hàng miễn phí, chi phí vận chuyển tận nơi. Thưa quý vị, như vậy là thời gian của chúng ta đã hơn một nửa thời lượng chương trình rồi. Và đây là dòng sản phẩm mà thương hiệu Yeezy cam kết với quý vị da thật 100% và sẵn sàng bồi thường 10 triệu đồng cho quý vị nếu như phát hiện đây là giả da quý vị nha. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có trong chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ. Hãy sở hữu trọn bộ hai đôi giày Tây Nam Yeezy chỉ với 699.000 đồng và 4 áo thun quà tặng, một thắt lưng thời trang, tích lũy thêm 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau với thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày. Bạn muốn tự tin và lịch lãm, bạn muốn năng động và cá tính và thay đổi phong cách mỗi ngày, hãy sở hữu trọn bộ hai đôi giày Tây Nam Yeezy chỉ với 699.000 đồng và 4 áo thun quà tặng, một thắt lưng thời trang, tích lũy thêm 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có trong chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ.
Như vậy là một nửa thời lượng chương trình đã trôi qua rất nhanh. Chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ không còn nhiều, áp dụng cho 9 giờ sáng và 9 giờ tối hàng ngày trên kênh Mua Sắm VTV Hình Ảnh Xuất Biên. Tuy nhiên là trong mỗi khung giờ chúng tôi lại có rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Hôm nay thì phát sóng với đôi giày này, nhưng mà ngày mai thì chắc chắn là không còn nữa quý vị nha. Áp dụng cho 300 đơn đặt hàng trong thời gian 30 phút phát sóng và 15 phút còn lại. Hãy cùng với Minh Trí và Tú Trinh theo dõi với thương hiệu Ichi, đặc biệt dòng sản phẩm này dành cho nam giới, các quý ông lịch lãm sang trọng muốn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí mua sắm. Hãy theo dõi chương trình này, bởi vì chúng tôi đang mang lại cho quý vị và các bạn đó chính là những cái đôi giày tây nam da thật đến từ thương hiệu Ichi, da thật 100% quý vị và các bạn nha. Và một bộ chúng ta sẽ có là hai đôi, một đôi màu nâu và một đôi màu đen, là kiểu dáng giày lười không có cột dây, cho nên là không có mất nhiều thời gian quý vị nha. Và bây giờ chắc hẳn là Trí nhìn qua bên Trinh nào đó đã tháo đôi giày của mình ra rồi. Đúng rồi. Và chắc hẳn quý vị cũng đang thắc mắc là Trinh sẽ làm gì đây đúng không ạ? À? Bởi vì á, là đứng mày đâu đã được thử rồi, nhưng mà những chị em phụ nữ là mình hay mua sắm cho chồng của mình, cho con của mình, cho cha của mình chưa được thử thì mình cũng cảm thấy không an tâm lắm đúng không ạ? À? Quý vị ơi, bây giờ Trinh sẽ thử cho quý vị cùng xem luôn nha. Đây là da thật 100%. Nhìn bên ngoài là mình đã cảm nhận được rất là rõ ràng đẹp mắt rồi. Còn bây giờ thì Trinh sẽ bắt đầu là mình thử vào bên trong luôn để xem là cái chất liệu da thật có đúng là nó êm như là chúng ta thường hay nghĩ không ạ? À? Wow, thích lắm quý vị à. Đúng là da thật nha, và đây là từ size 38 đến size 43 nè, nên là chúng ta có size chân nào cũng rất là phù hợp luôn. Để thử nhún nhảy như Minh Trí xem là Trinh sẽ nhón là như thế này nè, để bé gặp luôn cái phần mũi giày. Rồi nha quý vị nhìn xem nha. Rồi mình sẽ đi tới đi lui, mình bước lên cầu thang, mình chạy xe máy nè. Rồi khi mà chúng ta có thể là mình đi hơi vội chút xíu nữa, mình đi nhanh. Đó, wow, đúng là chất liệu da thật quý vị ạ. À, xin được khẳng định là nó rất là êm chân luôn nha quý vị. Mà bên cạnh đó là nó lại còn không có gây cái sự nóng bức khó chịu nữa. Cho nên nó không có gây mùi, rồi nó sẽ cảm thấy là tự tin hơn khi mà chúng ta có thể là sử dụng được ngay. Mà nếu như á nha, không có mùi da thì mình phải thử xem là nó có mùi simili nhưng mà thông thường chúng ta hay ngửi thấy không Minh Trí ha? Thật ra thì những cái đôi giày tây mà với chất liệu là giả da chúng ta dễ dàng nhận biết đầu tiên là ở cái mùi. Nhưng mà đối với thương hiệu Ichi thì quý bạn có thể quan sát được là khi mà mình có thể ngửi sơ cái phần đôi giày mới như thế này thì cái mùi của nó là mùi da thật. Cái mùi da nó cũng rất là dễ chịu, và cái chất liệu da thật nó có cái tác dụng đó chính là chịu được nhiệt độ, hạn chế bén lửa và có thể chịu được ở nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Với những cái đôi giày giả da đôi khi mình mang đi trong cái điều kiện là trời mưa vài lần thôi thì quý vị và các bạn có thể cảm nhận được là da nó sẽ bị bong tróc ra. Nhưng mà khi nam giới chọn lựa với chất liệu da thật, và hầu như là tất cả nam giới đều muốn cho mình một cái đôi giày tây nam và chắc chắn là phải là da thật để mình mang cái độ bền nó lâu hơn, khác với là chị em phụ nữ á, Tú Trinh làm vậy. Một trong tủ kệ giày của Tú Trinh thì chắc chắn là có nhiều đôi giày cao gót khác nhau rồi. Và phụ nữ khi mà đi mua giày thì luôn luôn quan tâm với cái phần đế. Đúng rồi. Khi mà mình mang giày cao gót á, thì sẽ quan tâm cái phần đế nhiều hơn. Nam giới thì sẽ quan tâm về chất liệu nhiều hơn, bởi vì cái chất liệu này nó chủ yếu là nó ôm sát cái phần bàn chân của mình. Chính và xác. Cái chất liệu da thật nó có cái độ đàn hồi rất nhất định để mình có thể là ôm sát cái lòng bàn chân của mình với nhiều cái thứ khác nhau, và nó cũng giảm cái độ hôi chân nữa. Nếu như mà nam giới mà mình chỉ chia sẻ là đôi khi cái mùi mồ hôi ở lòng bàn chân của mình nó hơi nặng mùi một chút xíu thì mình chỉ có thể là lót một cái lớp quế ở bên trong, và đặc biệt là khi mà mình mang cái chất liệu da thật thì mình có thể là hạn chế cái mùi hôi nếu như mà mình bị cái mùi hôi lòng bàn chân của mình. Và chắc chắn là nên chọn cái giày da thật quý vị và các bạn nha. Hôm nay là mình mua một lần thì mình sẽ có hai đôi khác nhau. Ở đây là một đôi màu nâu và Minh Trí thì đang mang một cái đôi màu đen, và hai kiểu dáng nó cũng khác nhau nữa. Màu đen thì nó có kiểu dáng là giày lười một chút, và màu nâu thì nó sẽ có kiểu dáng giống như là cái giày tây công sở. Tuy nhiên là cả hai đôi thì chúng ta đều cảm nhận được đó chính là không có cột dây quý vị và các bạn nha. Ở đây thì Minh Trí sẽ có thể là mở gỡ ra một bên để mình có thể là so sánh cho quý vị và các bạn quan sát được là mình có hai cái kiểu dáng giày khác nhau và đều là giày lười. Một bên đó chính là có cái phần gót cao hơn một chút xíu như thế này. Đôi khi ở cái size này thì nó không phải vừa với lòng bàn chân, đi nó hơi to một chút. Nhưng mà quý vị các bạn quan sát được là nó có cái phần đế cao hơn một chút nè. Mình có thể là mang với quần tây mình đi làm. Đúng xong rồi. Rồi chủ nhật hay là cuối tuần mình đổi mặc cái quần sọt, quần jean thì mình đổi qua cái giày màu nâu như thế này quý vị và các bạn nha. Và cả đôi màu nâu và cả đôi màu đen như thế này á, thì mình có thể đã an tâm hơn bởi vì đều chất liệu đó là 100%, đó là da thật, và mình thay đổi để mình có thể là không có bị nhàm chán. Đúng rồi. Và khi mà Trí mang cả hai đôi như vậy thì Trinh thấy rõ lắm á Trí, một đôi đi làm quá đẹp, một đôi chúng ta đi chơi thì rất là trẻ trung thời trang luôn. Và chúng tôi một lần nữa xin được khẳng định với quý vị, đây là chất liệu da thật 100%, và thương hiệu Ichi thì sẽ bồi hoàn cho quý vị 10 triệu đồng nếu như chúng ta kiểm tra đây không phải là da thật mà là giả da quý vị nha. Và nếu như mà chúng ta mua sắm ngay bây giờ là hai màu sắc và có đến 5 size thì mình dễ
dàng đặt hàng ngay, phù hợp với lại số đo của những người thân của mình, của ông xã mình mà chúng ta đang muốn mua về làm quà tặng nha quý vị. Nhưng mà quý vị phải nắm bắt một điều nữa, đó chính là số lượng sản phẩm ngày hôm nay chúng ta có sở hữu được là bao nhiêu, và còn thêm quà tặng mà chúng ta nhận được là gì ạ? Mình đã có giày rồi thì mình phải có thêm là áo thun quà tặng nè, rồi mình phải còn có thêm là thắt lưng quà tặng nè. Đây là combo quà tặng của chúng ta, hấp dẫn quá không quý vị? 4 áo thun chứ không phải một áo nha, và còn có thêm là thắt lưng thời trang nữa. Để chúng ta mặc áo thun, chúng ta phối thắt lưng thêm một chiếc quần tây hay quần jean, và đừng quên là hãy phối hợp thêm những đôi giày da nam thời trang của thương hiệu Ichi để chúng ta có thể là thay đổi phong cách cá nhân của mình mỗi ngày quý vị nha. Rồi màu đen hay là màu nâu, màu nào chúng ta cũng có thể là dễ dàng phối hợp được với lại những cái phụ kiện, là những cái quà tặng đi kèm nữa. Và chỉ có là 300 cơ hội trong chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ này. Đúng tức rồi. Là quý vị mà chần chừ nữa thì mình cứ phải là mỗi phút trôi qua đơn đặt hàng tăng lên, cơ hội của mình vơi dần đi và mình sẽ cảm thấy rất là tiếc luôn á. Rất là tiếc nếu như mà cô và các bạn mình bỏ qua một cơ hội mua sắm rất là hấp dẫn, bởi vì mức giá là 699.000 đồng cho gần như là 700.000 đi. Nhưng mà mình được có hai đôi lận, về vậy thì mình chia ra là một đôi mình chỉ có khoảng là 350 thôi. Wow. Nhưng mà đó là đôi giày chất lượng với chất liệu là da thật 100%. Chúng tôi cam kết bồi hoàn tiền cho quý vị các bạn 10 triệu đồng khi mà mình nhận ngay tại nhà của mình hai đôi giày mà một trong hai đôi đó không phải là da thật, thì chắc chắn là thương hiệu Ichi chỉ cần gọi điện qua số tổng đài đang hiển thị trên màn hình, chúng tôi sẽ bồi hoàn cho quý vị các bạn 10 triệu đồng. Mình đếm luôn có 4 cáo thun hay không, mình đó đếm luôn là có thắt lưng hay không nữa. Chỉ áp dụng trong chương trình là Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ mà thôi quý vị nhé. Và cũng chỉ có trong khung giờ là 9 giờ sáng và 9 giờ tới mỗi ngày mà thôi. Những ngày hôm sau quý vị mở tivi lên vào khung giờ này không còn cơ hội nữa, bởi vì là sản phẩm đã hết quý vị nhé. Đến ngay bây giờ đừng chần chừ nữa quý vị ơi, hãy nhanh chóng đặt hàng ngay cùng với chúng tôi để chúng ta có thể là mua sắm ngay, vừa tiết kiệm vừa hợp lý chi tiêu mà lại còn có ngay nhiều sản phẩm mang về tận nhà cho mình nha. Head down the coastline and taste the sunshine. We're gonna make it alright, alright, alright. Hands on my body, let's take it slowly. We're gonna make it so right, so right, so right. You know what it's gonna be like. A billion stars are shining tonight. Quý vị, như vậy là thời gian của chúng ta không còn nhiều, và một lần nữa chúng tôi xin được khẳng định với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, Ichi cam kết da thật 100% và bồi thường cho quý vị 10 triệu đồng nếu như phát hiện giả da, quý vị cứ an tâm sử dụng. Dây tây nam da thật của thương hiệu Ichi, kiểu dáng sang trọng, thanh lịch, không cục dây, họa tiết vân da sang trọng, đế cao su may chìm kết nối da chắc chắn, đế có đường rãnh hạn chế trơn trượt, thoáng khí không hầm bí và ngăn mùi hiệu quả, thoải mái lựa chọn với nhiều kích thước từ 38 đến 43. Và quý vị sẽ còn có nhiều kích thước dài cho mình dễ dàng lựa chọn nữa nha, với kích thước là từ 38 đến 43, phù hợp với lại chiều dài bàn chân luôn. Gọi điện thoại ngay bây giờ đến tổng đài của chúng tôi để được tư vấn size một cách chính xác và đơn giản nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có trong chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ. Hãy sở hữu trọn bộ hai đôi giày tây nam Ichi chỉ với 699.000 đồng và 4 áo thun quà tặng, một thắt lưng thời trang, tích lũy thêm 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau với thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày. Như vậy là chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ sắp kết thúc, không còn nhiều cơ hội áp dụng cho 300 đơn đặt hàng trong thời gian phát sóng chương trình này. Áp dụng mức giá cực kỳ tiết kiệm là 699.000 đồng, bảo hành 12 tháng, bồi hoàn tiền 10 triệu đồng nếu phát hiện chất liệu giả da cho thương hiệu Ichi. Một lần đặt hàng thành công, quý vị và các bạn sẽ có hai đôi giày, một đôi giày lười màu nâu và một đôi giày lười màu đen quý vị và các bạn nha. Chất liệu 100% da thật và nhiều kích thước từ 38 đến 43 để thoải mái lựa chọn. Thưa quý vị, không những là thoải mái lựa chọn về kích thước đâu mà còn về màu sắc cũng như là kiểu dáng, mà từ đó mình tạo phong cách, mình thay đổi mỗi ngày. Đôi giày màu nâu mình chắc chắn có thể mang đi học, đi làm nơi công sở nè, đi dự những cái hội nghị, những cái hội thảo, gặp gỡ khách hàng, phong cách sang trọng và lịch lãm. Còn đôi giày màu đen của chúng ta nha, vừa có kiểu dáng trẻ trung thời trang, mình mặc với lại là quần jean nè, hay là những chiếc quần sọt thể thao, rồi cả chiếc quần tây nữa đều có thể rất là thoải mái đó quý vị ạ. 699.000 đồng mà cho hai đôi giày tây nam của thương hiệu Ichi, một thương hiệu khá là quen thuộc rồi quý vị ơi, và khẳng định 100% là da thật luôn. Mà da thật thì quý vị cứ yên tâm về độ bền
về thời gian khi mà chúng ta sử dụng, đồng thời là nó thoáng khí, nó mềm mại, nó ôm lấy bàn chân của những đấng mày râu trong gia đình của mình mà lại còn không gây mùi nữa quý vị nha. Ngoài ra với 300 đơn đặt hàng này, quý vị sẽ còn có ngay một bộ quà tặng như sau: 4 chiếc áo thun thời trang nha quý vị, 1 chiếc thắt lưng nam nữa. Một vài phút còn lại khép lại chương trình này rồi, hãy nhanh chóng đặt hàng ngay quý vị ơi. Thời gian không còn nhiều và số lượng quà tặng cũng rất có hạn luôn. Thưa quý vị, như vậy là thời gian của chúng ta không còn nhiều và một lần nữa chúng tôi xin được khẳng định với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, EG cam kết da thật 100% và bồi thường cho quý vị 10 triệu đồng nếu như phát hiện giả da, quý vị cứ an tâm sử dụng. Dây tây nam da thật của thương hiệu EG, kiểu dáng sang trọng, thanh lịch, không cục dây, họa tiết vân da sang trọng, đế cao su may chìm kết nối da chắc chắn, đế có đường rãnh hạn chế trơn trượt, thoáng khí không hầm bí và ngăn mùi hiệu quả, thoải mái lựa chọn với nhiều kích thước từ 38 đến 43. Và quý vị sẽ còn có nhiều kích thước dài cho mình dễ dàng lựa chọn nữa nha, với kích thước là từ 38 đến 43 phù hợp với lại chiều dài bàn chân luôn. Gọi điện thoại ngay bây giờ đến tổng đài của chúng tôi để được tư vấn size một cách chính xác và đơn giản nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có trong chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ. Hãy sở hữu trọn bộ hai đôi giày tây nam EG chỉ với 699.000 đồng và 4 áo thun quà tặng, một thắt lưng thời trang, tích lũy thêm 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau với thời hạn sử dụng trong vòng 30 ngày. Bạn muốn tự tin và lịch lãm, bạn muốn năng động và cá tính và thay đổi phong cách mỗi ngày, hãy sở hữu trọn bộ hai đôi giày tây nam EG chỉ với 699.000 đồng và 4 áo thun quà tặng, một thắt lưng thời trang, tích lũy thêm 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có trong chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ. Thưa quý vị, thông thường khi mà chúng ta mua sắm đồ cho ông xã của nhà mình nè, hay là cho những người đàn ông mà chúng ta quan tâm như là con trai của mình đi, cho ba của mình hay là những người bạn đồng nghiệp trong những dịp sinh nhật hoặc là những cái buổi tiệc đặc biệt, thì mình thường nghĩ là chúng ta mua áo rồi chúng ta mua nước hoa, mua thắt lưng, bởi vì là mình ngại mua giày là bởi vì mình không có biết là size như thế nào, kích thước ra làm sao, chất liệu nó có tốt hoặc phải là da thật hay không, hay là kiểu dáng nó có phù hợp với lại những quý ông hay không. Thì ngay bây giờ với chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ này, quý vị sẽ không còn phải có những cái lo lắng như vậy nữa đâu. Hai đôi giày tây nam da thật 100% xin được khẳng định nha quý vị, và thương hiệu EG cam kết là da thật 100% cho quý vị luôn, sẵn sàng hoàn tiền 10 triệu đồng nếu như sản phẩm không phải là da thật khi mà quý vị nhận hàng ngay tại nhà của mình. Và như vậy mình đã có được hai đôi giày tây nam rồi, với hai màu sắc, màu đen và cả màu nâu rất là sang trọng nữa, hai kiểu dáng luôn, dây lưa dễ mang và có thêm một bộ quà tặng rất là hấp dẫn. Quà tặng hấp dẫn được áp dụng trong những phút đặt hàng cuối cùng, tặng thêm cho quý vị và các bạn là 4 áo thun, một thắt lưng, giao hàng miễn phí tận nhà 63 tỉnh thành khác nhau. Nhưng mà chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt khi mà quý vị các bạn không đặt hàng thành công, chỉ áp dụng cho 300 đơn đặt hàng những phút cuối cùng nữa quý vị nhé. Đúng rồi thưa quý vị, nên chúng tôi rất là hy vọng rằng là với những phút còn lại và không có nhiều nữa, quý vị hãy sẵn sàng nha. Và quý vị cứ yên tâm là 5 size cho mình có thể dễ dàng lựa chọn từ 38 đến 43 luôn. Tổng đài của chúng tôi ngay lúc này đã sẵn sàng rồi, nhưng quý vị phải là người nắm bắt ngay cơ hội của mình với thời gian đang dần trôi qua quý vị nhé. Chỉ cần gọi điện thoại đặt hàng thôi sẽ được tư vấn về size một cách cụ thể, và khi nhận hàng hãy kiểm tra đầy đủ 4 áo thun quà tặng, một thắt lưng thời trang. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình Chớp Thời Cơ Quà Như Mơ cũng không còn nhiều nữa rồi. Chúc cho những đấng mày râu của chúng ta sẽ luôn luôn tự tin, sang trọng và xanh điệu mỗi ngày cùng với giày tây nam EG quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại www.vinda.vn.